Xin chào tất cả phụ huynh và cùng các em. Hôm nay thầy sẽ giải vở bài tập toán lớp 4 tập 2 kết nối tri thức với cuộc sống. Tiết học hôm nay chúng ta sẽ làm là tiết số 3, trang 27. Thừa số là cái hàng ở trên, thừa số là cái hàng ở giữa và tích là cái hàng cuối cùng. Bây giờ muốn tìm thừa số ở giữa này thì chúng ta sẽ lấy là cái tích là 3870. Ta chia cho 86 thì ra được đây là 40 15. Và tương tự vậy, ta lấy 3996 ta chia cho 70 74 thì chúng ta sẽ được cái này là 50 54. Muốn tìm thừa số này thì ta lấy tích, ta chia thừa số này, ta lấy là 1288 ta chia cho 20 28 là bằng là 40 46. Chúng ta qua trang tiếp theo. Bài số số 2. Số bị chia. Số chia thương, số bị chia là đây. Số chia ở đây, thương là đây, số dư là đây. Nha. Chúng ta xem cái bài mẫu. Ta lấy số bị chia, ta chia cho số chia được là thương và số dư là đây. Và tương tự vậy, chúng ta sẽ tính là 15.820 đã chia cho 54. 15.820 ta chia cho 54 là bằng là kết quả là 292 và dư là 50 52. Cái số dư này nhìn nó lớn vậy nhưng nó hợp lý, tại vì cái số chia là 54, cái số dư này khi đừng có bằng 54 trở lên thì không được. Rồi qua đây thì chúng ta sẽ được cái gì đây? Đây là 292 và dư là 52. Chúng ta qua tiếp theo là bài số 3, khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng. Một đội đồng diễn xếp thành 36 hàng. Mỗi hàng có 16 người. Hỏi nếu đội đồng diễn đó xếp 24 hàng thì mỗi hàng là có bao nhiêu người? Như vậy bây giờ thì chúng ta sẽ lấy hai con số này, chúng ta sẽ nhân nhau, chúng ta xem coi tổng cộng là bao nhiêu người. Được, tổng cộng là bao nhiêu người? Thì ta lấy là 36 và ta nhân cho 16 là bằng là 576 người. Bây giờ 576 người mà người ta yêu cầu bây giờ là xếp theo là 24 hàng. Như vậy ta lấy là 576 này chúng ta sẽ chia cho 20. Ta chia cho 20 24 thì ra được là 20 24 người mỗi hàng. Đáp án là C. Chúng ta qua tiếp theo là bài số 4. Nếu xếp 16 người lên một ô tô thì tất cả số người xếp vừa đủ lên 11 ô tô. Nếu xếp 16 người lên một ô tô thì tất cả số người xếp vừa đủ lên 11 ô tô. Như vậy, hỏi nếu xếp tất cả số người đó lên ô tô, mỗi ô tô 24 người thì cần nhiều nhất là bao nhiêu ô tô? Như vậy còn thừa là mấy người? Bây giờ người ta nói này nè. Xếp 16 người lên một ô tô. Như vậy là một ô tô này chúng ta sẽ được là 16 người. À, 16 người. Mà chúng ta có là 11 ô tô là 11 ô tô. Tương tự, cũng 16 người. Mà tới 11 ô tô là nha, 11 ô tô. Như vậy chúng ta sẽ có là 16 người một ô tô mà ta nhân cho 11. Nè. Thì chúng ta sẽ xem tổng cộng là bao nhiêu người đây. Vậy là 176 người. Hình dung không? 16 người lên một ô tô. 16 người lên một ô tô. Mà vừa đủ là lên là 11 ô tô. Như vậy là 11 ô tô thầy vẽ đại diện là 3 cái ô tô thôi, còn 11 ô tô lận. Như vậy là nhân vào thì chúng ta thấy tổng cộng là được là 176 người. Đó, 176 người lên 11 ô tô, mỗi ô tô là 16 người. Tiếp theo, hỏi nếu sẽ tất cả số người đó lên ô tô, mỗi ô tô là 24 người thì cần nhiều nhất là bao nhiêu ô tô?
như vậy và còn thừa mấy người. Bây giờ ta lấy 176 và chúng ta sẽ chia cho 24, chúng ta sẽ được là bao nhiêu và còn thừa là bao nhiêu nè. Rồi bây giờ như vậy, trước tiên chúng ta sẽ tính là số người có tất cả là, rồi sau đó ta chia ra số người có tất cả là. Ta lấy 10, 16 là ta nhân cho 11 là bằng là tổng cộng là 170, 16 người. Rồi. Bây giờ ta có tiếp theo người ta hỏi là hay cần là nhiều nhất là bao nhiêu ô tô và thừa là mấy người. Bây giờ là ta có phép chia. 176 người này chúng ta sẽ chia cho 24 bằng bằng là 7 và dư dư là dư 8. Và bây giờ chúng ta sẽ cần là 7 ô tô à, cần vậy cần 7 ô tô và dư là 8 người. Vậy cần nhiều nhất 7 ô tô và còn thừa 8 người. Bài học hôm nay chúng ta kết thúc tại đây. Các em nhớ đăng ký kênh để nhận được những bài học mới tiếp theo nhé. Xin chào các em.